À, xin chào tất cả bạn nhé. Đây là con chim mình trước là mình có một cái video mình bẫy bẫy lưới đấy, chính là đây. Mình bẫy được một con như này, khá là hay. Đấy, các bạn có thể nhìn dáng đứng của nó khá là hay đấy. Zoom lại một tí cho bạn xem nhé. Ở đầu trong kia mình treo một con đang hót nha. Chưa thuần lắm nhưng mà nuôi được 2 tháng lồng nha các bạn nhé. Mình tách ra được khoảng mấy ngày thôi, mới tách ra được mấy ngày thôi các bạn ạ. Con này tách ra được đâu đó khoảng 4-5 ngày gì đấy. Giờ nó hot này. Con này chỉ cần thuần lên cho nó dạn người là ok, có thể chơi hay đấy. Mình sẽ tiến lại gần một chút nha. À, mình quay hơi bị ngược sáng tí. Đấy, lồng trong kia kìa. Các bạn có thể nhìn thấy lồng ở bên trong kia nha. Có một con ở đầu bên kia kìa. Có anh nhìn thấy nha, đầu kia nha, có cái lồng đấy. Ở chỗ mình có khá là nhiều chim nhé. Bây giờ chim là dưới cái gốc cái tre ở dưới kia kìa. Và lúc nãy mình treo ở đây là có một đôi nó ở trên ngọn tre kia nhé các bạn nhé. Ngọn tre kia. Đây ngọn tre kìa. Này có bay đến một đôi ở đấy. Ở nhà mình vẫn còn 4 con nhé các bạn nhé. Vẫn còn một con hot như này, hay như này nhá. Hay như hai con này. Đây là toàn bầy lưới nhá, có một con bầy đấu. Hai con bầy đấu. Một con xin, một con đi xin người ta về làm mồi. Bây giờ mấy con này là mình bầy lưới ấy. Từ cái lúc mình chưa có con nào thành mồi ấy, mình đã đi lấy lưới đi bẫy được mấy con này hay hay. Ngược sáng. Con này mình sẽ dùng sâu để thuần nó khoảng độ đâu đó tháng này. Mình không bỏ đói nó đâu nhá. Mình kiểu như là bây giờ ấy, ngày thường này mình sẽ cho nó ăn sâu cho nó quen đi. Xong rồi mình sẽ hôm nào mình rảnh ấy, mình sẽ lại cho nó đút sâu cho nó ăn đi. Dùng một cái que ấy.
Sau này dần dần làm như thế chim nó sẽ dặn nha các bạn nhé. Mình không bỏ đói nó. Bỏ đói nó thì con chim nó sẽ bị kiểu như là không tốt cho con chim. Con chim nó bị bỏ đói nó sẽ kiểu như là sợ nó bị mất lửa ấy các bạn nhé. Con chim đang hay bỏ đói nó mất lửa đấy. Mình chỉ cho nó ăn sâu quen rồi, kiểu như là giống như con người mình ý, ăn cái đồ gì đồ ngọt quen rồi thì cho mình ăn tiếp đi thì mình sẽ thèm ấy, cho mình nhìn thấy chứ, nhìn thấy sẽ thèm, nó sẽ ăn thôi, nó sẽ dạn người thôi. Con này dáng đứng rất là đẹp nhá. Con trong kia đang thay lông này. Con này cũng đang thay lông, con này sắp xong rồi. Con trong kia còn khoảng độ đâu đó khoảng 1 tháng nữa là thay lông, nó sẽ đẹp như con này này. Ở nhà vẫn còn một con má lớ hot như hai con này luôn. Video của mình xin được kết thúc ở đây nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ video này giúp mình nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nhé.